chào mọi người nha. Thì gia đình mình vừa tới bảo tàng Hải Dương Học này để tham quan ở đây. Đây thì vé người lớn là 40.000, sinh viên học sinh là 20.000, còn sinh viên là 20, học sinh là 10.000, còn trẻ dưới 6 tuổi là miễn phí. Rồi thì mình sẽ đi tham quan chỗ này, thì mình quay cho mọi người xem nha. Đây con cá mặt quỷ đẹp chưa nè. Này đây đông quá. Đây con cá tầm Trung Hoa nè. Ồ dữ chưa. Đây là hàm răng cá mập. Cá này lạ quá. Cá giống mỏng nhỏ. Còn đây là con bò biển này. Bò biển. To ghê ha. Trời ơi. Bò biển to luôn. Khá chứ to luôn. Hai con hải cẩu nè. Còn đây là tủ xương của con cá voi lưng gù. Tàu dữ chưa. Này là bộ xương thật của nó luôn nha. Xương của cá voi lưng gù nè. Đây, cái hồ này nuôi cá mập này mọi người. Đó. Con cá to nhất nè. Cái vi nổi lên không? Mấy con này nhỏ nè, có con kia là bự nhất rồi. Đó, con này là bự nhất rồi. Đúng không? Tiếp theo thì xuống đây nha. Này coi trực tiếp luôn. Con đừng có nhìn tay. Đây. Con xoay này mình cái mày xoay nó. Nó nuôi cá mập rặng san hô. Cá mập vây đen với cá mập tá. Chắc là ba loại này nè. Nuôi trong cái hồ này. Này là hệ sinh thái biển khơi. Này là hệ sinh thái rừng ngập mặn nè. Cá sấu hoa cà. Con. Rừng ngập mặn này thấy là chưa thấy cá sấu mọi người ơi.
đây đây à đây tới đây có mấy cá sấu này, đây có một con cá sấu ở đây, đây cá sấu kho cà. Đi ra ngoài này là biển luôn nè. Cua cá sấu hoa cà và có một con duy nhất à. Nhưng mà vừa trên này xuống đây là biển luôn mọi người này. Có chữ công viên Trường Sa. Nhìn qua bên kia là Vinpearl luôn nha. Đây có bản đồ quần đảo Trường Sa Việt Nam nè. Khu sinh vật kỳ thú nè. 100 mét nữa. Đó, bên này có phòng thí nghiệm hải dương học và môi trường biển. Đây có sức sống đại dương trong đường hầm xuyên núi. Người ta đi thẳng lên này nè. Cá lịch khoang đen. Con gì đấy? Con gì vậy? Đây, cá bàn chài đầu đen. Này tôm lạc đà. Sam gai tam giác nè. Đây là con sam nha mọi người. Ui con sam này giống như chết dữ vậy. Su thấy không? Con cá nóc chuột chấm son này. Với lại cá ép mảnh. Ồ cá vui không? Miệng nó đu vô kiếm luôn nè, đu lên kiếm luôn. À, cá bò Picasso, đặt tên theo Picasso luôn. Cá bò này nhỏ quá. Con này thì to hơn thì nước muối ớt là được á. Con này nó hơi nhỏ. Tiếp theo là cá bàn chài Rama. Cá bàn chài sọc to nè. Còn con không, con này là đây là con ốc giác nè mọi người. Ốc giác mà hay xào rau muống đó. Và nó đây. Đây là cá bàn chài sọc to. Đây lại thêm mấy cá nhỏ gì nữa. Cá khoang cổ đỏ. Giống như mấy cá Nemo á mọi người ha. Cá nhám chấm bụng này. Cá thia đồng tiền 3 chấm. Đây, cá này đang thui à. Chắc nó có 3 chấm chứ người ta mới gọi là cá 3 chấm đó mọi người. Đó. Nhìn mới thấy có 2 chấm à. À với bên kia chấm nữa là 3 chấm. Hay thiệt, nó cá 3 chấm. Còn bột da gai. Mấy sao với hải sâm rồi đó. Nhím biển. Đây tôm bũ ni nè. À này chắc sông tỏi ha. Đây là cá con cổ đen đuôi vàng.
Đây là cá đuôi gai vây cao nè. Đây có mấy cái con gì nó mềm 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 nó rất rất hay vậy. Giống không biết phải là san hô không. Theo là vua hình đế nè. Đây đây vua hình đế. Vua hình đế với mấy con cá nhỏ nhỏ dễ thương chưa. Đây là cá khoang cổ đuôi vàng. Đây con này được mong đợi nhất nè. Tôm hùm Alaska. Đó. Con này nó cổ nó mọc lông rêu luôn. Chắc là già dữ lắm rồi. Ừ. Con này tự bự à. Tiếp theo là cá ngát sọc. Rồi cá ngát sọc nè. Giống như mấy cá trê. Mấy cá trê nước ngọt. Này san hô mềm rồi. Rồi mấy em cá dễ thương nha. Nemo à. Đây là san hô mềm. À, cá sơn đá đỏ nè. Cá sơn đá màu đỏ. Đây chắc con này đây. Wow, có con em kia sao bơi vượt luôn rồi. Mấy con này cá táo giống cá táo ha. Mấy con mà mắt bự bự cũng dòng cá táo đó mọi người. Nhưng mà này là ghi cá sơn đá đỏ. Này là cá mao tiêm sư tử nè. Đó đẹp không? Ừ. Đây là công trình thanh niên nè, vườn hoa tái chế từ rác thải nhựa nè. Từ rác thải nhựa thì chế ra này. Đây có con rùa. Từ rác thải thì tái chế ra cái vườn hoa này. Còn cái hồ này là hồ gì đây? Hồ hồ này là hồ đuôi rùa mọi người ơi. Rùa biển này. Nhiều á, 1, 2, 3, 4. Bự không? Quá gì bự không? Tiếp theo mình vô khu này ha. Là tài nguyên biển đảo, Hoàng Sa, Trường Sa. Có con cầu gai nè. Bên này là cái con trai khổng lồ. Mẫu được thu ở vùng biển Trường Sa vào tháng 4 năm 1991. Dài gần 1 mét, 145 kg. Thấy không? Đây có cá rồi. Đây cá muống nè. Tôm hùm. Tôm hùm mọi người ơi. Bên này là mấy cái mẫu cá với lại san hô rồi đó. Đây có họ cá điếu gai. Đây có mẫu cá thu sông bự chưa.
Đây là bể rạng san hô mọi người. Đây là san hô mềm, chú ý san hô mềm. Còn đây mấy cá Nemo nè mọi người. Đây. Còn đây là họ cá thia. Họ cá thia ở biển á. À, điểm nhấn ở đây là cái bể tụ cá nè. Cá bự dữ. Đây có cái bể thủy cung thả chứ. Đây là mấy cái dìa nè. Cái dìa to dữ. Đây đông quá mọi người. Đó thì cá nâu. Nay trúng lễ mùng 2/9 luôn, đông lắm. Có cái bể đúng là to thiệt. Đấy. Có cá nóc đồ đó nè. Con cá đẹp không? Cá biển thì đẹp mọi người nhưng mà khó nuôi lắm. Con cá này đẹp chưa? Đây bỏ đèn rồi sáng nhìn quay nó đẹp hơn nè mọi người. Này giống như là mấy cái rong biển á. Cá ngựa. Tôm nữa. Đây có thêm một cái bể cá bự nữa mọi người. Có mấy cá mập luôn nè. Đây là cá nhám dạng san hô đó. Đây có con cá con trình biển dữ chưa. Quá bự luôn. Trình này to quá. Trình này mà nướng uống muối ớt là ngon lắm á, nhưng mà to quá làm hơi mệt. Đây bể cá đó nè mọi người. Đây thì đây bên này có mấy con cá đuối này. Đó, cá đuối đuôi dài dữ chưa. Cá mập đồ. Cá đuối này mọi người. Cá đuối và cá mập. Này thì chủ yếu nuôi cá đuối và cá mập thôi. Vỏ mấy con trai như ốc rồi đó, nuôi sò bắc hến.
Đây là mấy cái có được trưng bày, có mấy con rùa với lại con vít rồi đó, rùa biển. Bên này thì mô tả lại một cái đại dương. Đây là mẫu con cá đuối này, không biết có thật không, nhưng nếu mà thật là con này nó quá to luôn. Đây thì là mấy loài rắn, rắn biển, các loài rắn biển đó mọi người. Và cá đuối. Đây thì cũng trưng bày các mẫu vật đó mọi người, cá mập da trơn này, cá giám vây, búa vây đen. Bắt loài cá giám rồi đó. Này là nói cái gì đây? Động vật thủy tức. Đây giống mấy loài rong rêu ở dưới biển ấy. Màu sắc đại dương, rong biển. Đây là tầng 1, còn tầng 2 nữa. Đây thì đây là cá này, xương cá hay không. Đây thì có con cá heo à, đây cá con. Đây lầu trên cùng này thì trưng bày gì, chim Turia, chim cóc biển, với lại là trưng bày mấy cái mẫu vật về ở đại dương đó mọi người, rắn rồi cá rồi những thứ. Trong đây là viện nghiên cứu mà, đây có mấy con sao biển này, nhum rồi đó, ốc. Đây viện nghiên cứu mà nên là nó đủ hết luôn. Đó trời mọi người, nó quay cho mọi người xem vậy thôi chứ. Cắt là cá này, một cá muối là to chứ. Đó, thì trên này nó vậy đó mọi người. Này giống như là ở đây thì người ta nghiên cứu xong rồi người ta trưng bày ra đây cho mọi người xem luôn, nên là quá trời rất là nhiều luôn. Vậy là mình tham quan xong viện hải dương học rồi đó mọi người. Mà hôm nay là dính đợt lễ này đông quá, đông quá trời đông luôn, nên thì
với lại nắng nóng nữa. Ở ngoài Nha Trang đúng là cũng nóng lắm mọi người. Thì đi tham quan một vòng rồi ăn kem đồ cho nó mát rồi giờ chuẩn bị đi tiếp nha.